Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, vào tháng 2 năm 1995, Nga chính thức triển khai các thành phần thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa A-135 Amur bảo vệ thủ đô Moscow và khu công nghiệp trung ương của Nga. Hệ thống phòng thủ tên lửa này đặc biệt ở chỗ, nó không chỉ có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa, mà còn có khả năng thổi bay vũ khí hạt nhân của đối phương. Nga đã phát triển thành công hệ thống chống tên lửa đạn đạo chiến lược duy nhất trên thế giới. Từ đó, hình thành một mạng lưới phòng thủ không gian đa tầng lớp đối phó với sự đe dọa từ tên lửa của Mỹ. Theo báo cáo của truyền thông Nga, năm 2020 đánh dấu 25 năm hệ thống chống tên lửa đạn đạo chiến lược A135 của Moscow phụ trách thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Dù cho nó đóng vai trò là vũ khí phòng thủ, nhưng thông tin về hệ thống vũ khí phòng thủ A135 lại luôn được giữ bí mật. Di sản từ thời chiến tranh lạnh này luôn tạo ra một sự tò mò đối với giới chuyên gia quân sự quốc tế. Đây là hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đảo chiến lược duy nhất trên thế giới. Hệ thống A-135 bắt nguồn từ cuộc đối đầu giữa Mỹ và Liên Xô trong chiến tranh lạnh. Hiện tại, phiên bản 2.0 của hệ thống A-135 là hệ thống A-235 đang được phát triển mạnh mẽ và được coi là một lá chắn vàng của lực lượng phòng không và không gian của Nga. A-135 sinh ra từ cạnh tranh quân sự giữa Mỹ và Liên Xô. Hệ thống A-135 được phát triển dựa trên cơ sở hệ thống A-35 từ thời Liên Xô. Vào thời điểm đó, trò chơi chiến lược giữa Mỹ và Liên Xô đã kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang mới. Theo báo cáo, thì hơn 60 đầu đạn của Mỹ với tổng đương lượng nổ lên đến hơn 1 triệu tấn TNT đã nhắm vào Moscow, vượt xa khả năng đánh chặn của hệ thống A-35. Trong bối cảnh đó, thì Liên Xô đã quyết định phát triển hệ thống tên lửa chống đạn đạo thế hệ mới có tên má định danh A-135 trên cơ sở là A-35. Năm 1989, hệ thống A-135 được triển khai. Các thành phần cốt lõi của hệ thống này bao gồm tên lửa đánh chặn 51T6 và 53T6, radar cảnh báo sớm DON và một sở chỉ huy có tên má 5K80P. Đài radar DON-2N là trái tim của hệ thống A-135 với công suất phát các chùm tia radar công suất tới 250 MW. Dan 2N là một trong những trạm radar phòng không quy mô khổng lồ trên thế giới. Radar DON 2N không chỉ có chức năng giám sát và cảnh giới bầu trời thủ đô Moscow mà còn phân loại và dẫn bắn nhắm vào các mục tiêu tiềm năng, trong đó có tên lửa đạn đạo liên lục địa của đối phương bắn tới. Hệ thống radar mảng pha này có khả năng giám sát cùng một lúc 100 mục tiêu với tầm phát hiện tối đa 3.700 km. Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động và đây là một phương tiện duy nhất trên thế giới có thể phát hiện các mục tiêu có kích thước của quả bóng tennis trong quỹ đạo thấp của trái đất. Trong số đó, các tên lửa đánh chặn 51T6 và 53T6 chịu trách nhiệm đánh chặn kép, phân biệt là đánh chặn bên ngoài bầu khí quyển và trong khí quyển. Chúng sử dụng đầu đạn hạt nhân để tạo ra sát thương diện rộng và đánh chặn tên lửa đạn đạo bay tới thông qua vụ nổ hạt nhân. Hệ thống A-135 là trọng điểm điều chỉnh cải cách. Sau khi mà Liên Xô tan giá do thiếu kinh phí duy trì, hệ thống A-135 và đặc biệt là hệ thống cảnh báo sớm đã bị phân mảnh. Đến cuối năm 1995, hệ thống A-135 mới tiếp tục đưa vào trực chiến ở gần Moscow. Nhiệm vụ của hệ thống này là chống tên lửa đạn đạo nhằm vào Moscow. Năm 2001, Mỹ đã đơn phương rút khỏi hiệp ước chống tên lửa đạn đạo tức là Hiệp ước ABM, nhằm phát triển đẩy mạnh công nghệ tấn công đa đầu đạn tên lửa liên lục địa và nhiều loại hệ thống phòng thủ tên lửa. Để đối phó với Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu tăng cường xây dựng năng lượng hạt nhân và hy vọng sẽ tiếp tục duy trì vị thế của một cương quốc thông qua chiến lược hạt nhân. Trong đó, thì đã yêu cầu đẩy nhanh việc nâng cấp và chuyển đổi hệ thống A-135. Tuy nhiên, vấn đề tài chính tiếp tục là một thách thức không nhỏ đối với kế hoạch này của Tổng thống Putin. Và trong một thời gian dài tiếp theo, hệ thống A-135 đã gần như trở thành một hệ thống chết. Trong cuộc cải cách diện màu mới, quân đội Nga đã quyết định tăng cường xây dựng lái chắn vàng để đối phó với mối đe dọa không gian ngày càng một nghiêm trọng. Từ năm 2012 đến năm 2015, quân đội Nga đã tăng tốc xây dựng và nâng cấp mạng lưới radar cảnh báo sớm chiến lược, sắp nhập không quân và lực lượng phòng thủ không gian và sao cho lực lượng này chức năng phòng thủ tên lửa. Hệ thống A-135 chính thức được biên chế cho Tập đoàn Quân Phòng thủ Tên lửa số 1 của lực lượng không gian Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng tên lửa các hệ thống tiên tiến như là A-135 và S-400 phải xây dựng hệ thống chống tên lửa tương đồng vách sắt. Trong giai đoạn này, tên lửa đánh chặn 53T6 đã hoàn thành chuyển đổi đầu đạn thông thường. Trong những năm gần đây, Hệ thống A135 đã tham gia vào nhiều cuộc tập trận cấp chiến dịch và chiến lược như diễn tập tấn công hạt nhân toàn quân, diễn tập trao đổi thông tin tình báo và cảnh báo sớm, diễn tập mô phỏng thiệt hại và đánh giá hiệu quả. Trong các cuộc tập trận, nhiều vấn đề về A135 đã được giải quyết như là nâng cấp kỹ thuật dành cho tên lửa đánh chặn 53T6, sử dụng hệ thống S400 để bổ sung các điểm mù trong tác chiến. Đồng thời, các quỹ đặc biệt đã được đầu tư để xây dựng phiên bản 2.0 của hệ thống A135 là hệ thống A235, tích hợp vào hệ thống phòng thủ không gian đa cấp. Theo báo cáo, hệ thống A135 có thể đánh chặn hiệu quả các tên lửa đạn đạo tấn công vào từ khu vực Moscow cho đến Saint Petersburg. Hệ thống A235 thế hệ mới được phát triển trên cơ sở này bao gồm 3 lớp đánh chặn. Ngoài lớp đánh chặn bằng tên lửa 51T6 và 53T6, còn có tên lửa đánh chặn mới 58R6 sử dụng đầu đạn thông thường với phạm vi đánh chặn rộng hơn. Ngoài ra, việc thay thế một hệ thống chỉ huy và điều khiển máy tính mới sẽ giúp nâng cao đáng kể mức độ hiện đại hóa của hệ thống này. Theo truyền thông Nga dẫn lời các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, dù là hệ thống A135 hay hệ thống A235 trong tương lai, đều không phải là một hệ thống phòng thủ tiến hành chiến đấu độc lập mà được tích hợp vào hệ thống phòng thủ không gian của Nga. Sau đó, hệ thống A135 sẽ phối hợp với hệ thống phòng không S400, S500, hệ thống phòng chống tên lửa đạn đạo vệ tinh Pro SPO Nudos 235 và hệ thống chống tên lửa tầm xa để tạo thành một hệ thống phòng thủ không gian nhiều tầng lớp. Trong đó, hệ thống A135 sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc đánh chặn các tên lửa đạn đạo bay xuyên qua bầu khí quyển. Mục đích ban đầu của hệ thống A135 Amur là ngăn chặn các phi đội máy bay ném bom tầm xa và tên lửa đạn đạo của đối phương. Tuy nhiên, tới năm 2006, chức năng đánh chặn máy bay nắm bom đã được hủy bỏ cùng với việc loại biên tên lửa đánh chặn 51T6. Phần còn lại của A135 Amur chính là tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo của đối phương với đạn 53T6. Đây là vũ khí đánh chặn tên lửa mạnh mẽ nhất con người từng chế tạo. Đạn tên lửa 53T6 có thể ngăn chặn mục tiêu ở độ cao 100 km. Với trọng lượng 10 tấn, tên lửa 53T6 có thể chịu lực xa tải trọng trường 210G và phá hủy mục tiêu bằng đầu đạn hạt nhân mang theo. Khả năng đánh tràn của hệ thống A-135 đạt hiệu quả cao và được so sánh với những mũi tên sắc nhọn của thần săn bắn Artemis trong thần thoại Hy Lạp. Trong các thử nghiệm, đạn tên lửa đánh tràn của hệ thống A-135A không chỉ có chức năng phá hủy tên lửa của đối phương mà còn giúp chúng phát hiện ra trong đám mây những mục tiêu giả do tên lửa đạn mang theo ở tầng cao nhất của khí quyển, việc phát hiện các mục tiêu giả và mảnh vỡ tên lửa là rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu như tạo ra một vụ nổ hạt nhân thổi bay toàn bộ các mục tiêu giả và mảnh vỡ có trọng lượng nhẹ sẽ giúp việc phát hiện và dẫn bắn nhằm vào các đầu đạn hạt nhân thật dễ dàng hơn. Đó chính là cách mà hệ thống A-135 Amur đang hoạt động. Cùng với đó, A-135 Amur cũng được thiết kế để phá hủy đầu đạn hạt nhân của đối phương bằng vũ khí nguyên tử Đầu đạn của tên lửa đánh tràn được mang đồng vị beryllium khiến phản ứng hạt nhân trên đầu đạn hạt nhân được kích hoạt sớm và phát nổ. Chùm hạt neutron do đồng vị beryllium phát ra khiến khối đầu đạn plutoni đạt ngưỡng giới hạn và phát nổ. Sóng xung kích do đầu đạn mang beryllium cũng tạo ra vùng áp lực thổi bay các vụ tấn công bằng sóng điện tử MP do các vụ nổ hạt nhân trên tầng cao nhất của quỹ đạo trái đất tạo ra. Sau hàng thập kỷ tồn tại, nhiều thông tin bí mật của hệ thống A135 mùa đã được tiết lộ. Điều này càng tạo ra một sự bất ngờ đối với dòng vũ khí phòng thủ di sản từ thời chiến tranh lạnh này. Với sự đổ vỡ liên tiếp của một số thỏa thuận chiến lược giữa Mỹ và Nga, nhất là thông báo gần đây của Mỹ về khả năng tấn công hạt nhân chiến thuật, người Nga đã đưa ra hệ thống A135 và các phiên bản nâng cấp mới, coi đây như là một biện pháp đáp trả. Hành động của Nga cũng thể hiện rằng gia tộc chống tên lửa chiến lược của Nga với đại diện là hệ thống A135 sẽ trở thành lá chắn an ninh của Moscow để chống lại các hành động khiêu khích chiến lược của phía Mỹ. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.